Thưa quý vị và bà con, thủy sản là ngành hàng quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản chỉ đạt 1,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, Việt Nam đạt cột mốc xuất khẩu thủy sản kỷ lục với 11 tỷ đô la Mỹ, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, các doanh nghiệp trong nước đã bước vào giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của thị trường thế giới cũng như một số khó khăn nội tại trong nước. Chính vì vậy, phát triển chuỗi liên kết, nâng tầm thương hiệu thủy sản là giải pháp quan trọng để phát triển, khai thác thế mạnh từ ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Tám hộ nuôi tôm thẻ công nghệ cao, lọc nước tuần hoàn khép kín trong nhà màng này của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng ở thành phố Bà Rịa, mỗi năm cho thu hoạch từ 60 đến 70 tấn tôm. Theo ban giám đốc của Hợp tác xã, việc ứng dụng công nghệ cao đã giúp tăng năng suất vượt trội so với phương pháp nuôi truyền thống, giảm công lao động và đặc biệt là giải bài toán về vấn đề môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Năng suất và chất lượng tôm tăng lên, chi phí sản xuất giảm là tín hiệu đáng vui mừng của hợp tác xã. Thế nhưng cho đến nay, hợp tác xã vẫn chưa liên kết tiêu thụ được với các doanh nghiệp, đầu ra cho con tôm thẻ vẫn còn phụ thuộc vào các thương lái. Mình không có bán cho các công ty, những cái công ty mà nó có chế biến á, thì mình chưa dám bán, là tại vì cái số lượng của mình, sản lượng của mình nó với là mùa vụ. Khi nhu cầu đó mà trong cái hợp đồng mình cũng đảm bảo nó rất khó. Cái thứ hai nữa, mình nuôi trong phương pháp này á, thì có thể là mình tỉa theo nhiều đợt. Mà thương lái thì giờ nào mà ta mua cũng được hết. Mà tỉa nhiều đợt thì bây giờ cái công ty không thể theo. Thí dụ con tôm mà về 100 con cần tỉa thì công ty cũng khó là mua, bởi vì kích cỡ. Còn bên thương lái người ta mua là ta đảm bảo lúc nào ta cũng mua được, chỉ cần nhu cầu của mình thôi. Thì bán cho thương lái bán ra chợ, người ta bán trực tiếp ra chợ chứ mình không bán trực tiếp chợ. Do đó là cái số lượng nó ít chút, nhưng mà ngược lại thì nó đảm bảo cho mình cái lúc nào mình kêu cũng có. 7 hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè với gần 100 lồng nuôi các loại thủy sản như tôm kẹt, cá mú, cá bớp, cá chẽm, cá chim và hào ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu hiện đã tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm với hợp tác xã thủy sản Như Ý với ngành nghề kinh doanh là nuôi trồng thủy sản, kinh doanh các sản phẩm nuôi trồng từ thủy sản và dịch vụ ăn uống. Việc tổ chức chuỗi liên kết giữa hợp tác xã và các hộ nuôi cá lồng bè với nhau đã đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn, sản phẩm được cung cấp đủ về số lượng, đồng đều về chất lượng và kịp thời cho nhiều đối tác. Cũng nhờ vào liên kết, các hộ nông dân mới có khả năng xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể, quản lý về chất lượng sản phẩm để gia tăng giá trị, nâng tầm thương hiệu thủy sản lồng bè ở Long Sơn. Chúng tôi bao tiêu sản phẩm cho người nuôi với giá cả ổn định. Tại Long Sơn có hàng nhà hàng phục vụ du khách. Chúng tôi đang đăng lên liên kết với các công ty lữ hành để cùng đưa du khách sau khi tham quan Long Sơn sẽ thưởng thức các món đặc sản tại địa phương. Đặc biệt chúng tôi đang xúc tiến việc đóng gói hào để phục vụ trong nước và xuất khẩu để tạo ra sự chuỗi liên kết mang lại giá trị gia tăng cho hào Long Sơn, từ đó giải quyết cho hàng nghìn người lao động. Rõ ràng, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến kinh doanh và người sản xuất là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển của ngành thủy sản, vừa giúp ổn định sản xuất vừa là giải pháp phát triển bền vững ngành chăn nuôi. Chính vì vậy, với mục tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP tổ chức diễn đàn phát triển ngành công nghiệp thủy sản, khai thác bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng, bàn về các giải pháp phát triển chuỗi liên kết, nâng tầm thương hiệu thủy sản. Để mà có thể là giúp cho ngành thủy sản trong cái thời gian sắp tới tiếp tục có những cái bước ấn tượng, thì rõ ràng không có gì khác hơn là nâng cao cái giá trị sản phẩm thủy sản của mình nó cao hơn, để mà có thể là đảm bảo được yếu tố cạnh tranh. Thì theo chúng tôi thì hiện nay có 3 cái vấn đề liên kết mà chúng ta cần phải đẩy mạnh. Cái thứ nhất là liên kết theo chuỗi sản xuất để tạo ra sản phẩm phù hợp. Ở đây thì chúng tôi muốn nêu đến vấn đề là từ những cái hoạt động liên quan đến cái yêu cầu vấn đề truy xuất nguồn gốc, để rồi từ đó chúng ta phải tập trung làm sao để chúng ta và có thể là liên kết chặt chẽ giữa các cái khâu trong nuôi trồng đến chế biến đến xuất khẩu,
và đảm bảo được các sản phẩm đó được truy xuất nguồn gốc một cách đầy đủ, cũng như kể cả vấn đề trong khai thác đó là vấn đề ai nhiêu nhiêu cũng cần có những cái truy xuất nguồn gốc rất là chi tiết, thì trên cơ sở sản phẩm chúng ta mới có được một cái khả năng cạnh tranh cao hơn. Cái thứ hai là tăng cường trong vấn đề liên kết, trong vấn đề chế biến, để trên cơ sở đa dạng của chuỗi sản phẩm trong nhiều cái thị trường khác nhau. Và thứ ba là tăng cường liên kết trong hệ sinh thái để tạo điều kiện kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường. Ở một trường hợp nào đó, nó cần có những cái thương hiệu mạnh và cần có những cái hoạt động mà mang tính chất khép kín để trên cơ sở đảm bảo khẳng định về vấn đề cái chất lượng và đảm bảo được cái vấn đề giá trị trong cái hàng hóa gia tăng đó, thì trên cơ sở đó có thể nó sẽ giúp cho cái thủy sản có được nhiều cái cơ hội để có thể tiếp cận thị trường và mang lại cho công tác marketing những câu chuyện của các vấn đề liên kết một cách cụ thể hơn nữa, để giúp cho cái việc làm sao để phát triển cái thương hiệu của thủy sản Việt Nam trên thường thế giới một cách nó đầy đủ và nó hiệu quả trong cái thời gian sắp tới. Hiện diện tích nuôi thủy sản lồng bè, nuôi tôm công nghiệp, nuôi cá nước ngọt, sản xuất giống thủy sản của Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 7.282 ha, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao là 412 ha, sản lượng nuôi thương phẩm hàng năm đạt 20.486 tấn. Phát triển chuỗi liên kết, nâng tầm thương hiệu thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện quyết định số 985 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo hướng công nghiệp hiện đại, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho cư dân ven biển, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái biển, phục vụ phát triển du lịch. Đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 20.000 tấn một năm. Đến năm 2030, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 23.000 tấn một năm. Cùng với đó là xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch. Tỉnh cũng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chế biến thủy sản đầu tư đổi mới công nghệ chế biến hiện đại, tăng cường chế biến sâu, chế biến các mặt hàng tinh chế nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Bất cứ một ngành nào thì cũng phải có cái chuỗi. Thì trong thời gian qua thì Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã hình thành một số các cái chuỗi. Và từ cái khâu mà sản xuất cho đến cái khâu tiêu thụ và ra đến thị trường thì cũng đã hình như trong cái lĩnh vực thủy sản thì hiện nay thì cũng đã có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp chế biến và hợp tác với ngư dân để thu mua nguyên liệu, và trên cơ sở đó những cái ngư dân mà khai thác một cách hợp pháp thì sẽ được các cái công ty chế biến xuất khẩu thủy sản của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thu mua và đồng thời chế biến, và đấy chính là những cái nguồn nguyên liệu và để xuất khẩu đi các cái nước. Và trong đó có các cái thị trường, trong đó là EU. Thưa quý vị và bà con, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản vẫn là ngành hàng quan trọng và chủ lực của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và của Việt Nam nói chung. Chính vì vậy, phát triển bền vững nghề nuôi trồng, tăng cường chuỗi liên kết, nâng tầm thương hiệu thủy sản là vấn đề chính phủ và các địa phương luôn cần quan tâm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên của chương trình có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Công Khôi, vụ phó vụ nuôi trồng thủy sản. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Xin chào ông Trần Công Khôi. Thưa ông có thể cho biết về vai trò của việc thực hiện liên kết chuỗi trong nuôi trồng thủy sản ạ? Liên kết chuỗi trong nuôi trồng thủy sản rất là quan trọng. Quan trọng ở đây trong cái việc sản xuất, quan trọng ở đây trong cái tiêu thụ sản phẩm và quan trọng ở đây trong cái an toàn thực phẩm. Thứ nhất là trong cái sản xuất thì chúng ta đã biết là ngành thủy sản thì cơ sở rất là nhiều, manh mún. Hiện nay chúng tôi thống kê là ngành tôm thì có khoảng gần 500.000 cơ sở với cái diện tích là khoảng trên 700.000 hecta. Như vậy là mỗi một cơ sở khoảng 1,5 hecta. Thì như vậy nếu mà chúng ta không liên kết lại thì sẽ rất là khó khăn. Hiện nay thì chúng tôi đang thúc đẩy những cái mô hình liên kết
thành các cái tổ hợp tác này, thành các hợp tác xã này, thành các cái doanh nghiệp này. Hiện nay những cái đấy thì nó cũng đơn giản. Tuy nhiên cái việc mà thành lập các cái này và liên kết theo các cái hướng đấy thì nó phải thực chất, chứ không chỉ là mang tính hình thức. Đấy là về liên kết ngang, thế còn liên kết dọc thì chúng ta phải liên kết các cái nhà với nhau. Hiện nay thì có liên kết 4 nhà, có liên kết 5 nhà, có liên kết 6 nhà ở các cái vùng miền khác nhau, để chúng ta có cái mức độ liên kết khác nhau. Thì nếu mà chúng ta tổ chức liên kết được như vậy thì tôi nghĩ rằng là ngành thủy sản nói chung và ngành nuôi trồng thủy sản nói riêng sẽ phát triển rất là bền vững. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì ngành thủy sản muốn phát triển bền vững thì cũng phải cố gắng để tạo ra cái thương hiệu tốt. Thương hiệu tốt thì hiện nay chúng ta có thể nói là cái lợi thế của chúng ta có. Thì thương hiệu thì chúng ta cũng đã có, nhưng mà nếu mà thương hiệu này mà không được giữ thì rất là khó khăn. Đặc biệt là thương hiệu tôm, thương hiệu cá tra đối với lại các cái thị trường thế giới. Và một số những cái thương hiệu mà chúng ta phải làm để tiêu thụ trong nội địa, có thể nói là xuất khẩu nội địa, ví dụ như là tôm hùm, ví dụ như hầu Long Sơn của Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn. Chúng ta phải xây dựng các cái thương hiệu để tiêu thụ trong nội địa nhưng mà phục vụ cho khách du lịch chẳng hạn. Đấy gọi là chúng tôi nôm na gọi là xuất khẩu nội địa. Thưa ông, để nghề nuôi trồng thủy sản có thể phát triển bền vững thì cái việc mà ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng có vai trò quan trọng như thế nào? Bà Rịa Vũng Tàu thì phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao là một hướng đi rất là đúng, vì đất đai chúng ta thì hạn hẹp, có mức độ đấy. Mà có thể nói bây giờ để phát triển về diện tích thì rất là khó khăn, mà muốn tăng năng suất, tăng sản lượng thì chúng ta phải phát triển về khoa học công nghệ và công nghệ cao. Ở đây công nghệ cao thì trong nuôi trồng thủy sản thì thứ nhất là chúng ta phải đặt vấn đề là áp dụng trong cái việc sản xuất giống thủy sản. Tôi được biết rằng là giống thủy sản thì ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng phát triển khá là mạnh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta mà không áp dụng cái công nghệ cao đây, công nghệ cao là trong cái việc là chọn tạo tôm bố mẹ này, rồi trong cái việc mà quy trình sản xuất này, trong cái việc mà xử lý cái môi trường trong cái sản xuất giống đấy. Thứ hai là trong cái sản xuất là nuôi trồng thủy sản. Thì nếu mà đối với lại những cái vùng nuôi, đặc biệt là nuôi tôm mà chúng ta không áp dụng cái công nghệ cao thì rất khó khăn. Và công nghệ cao ở đây quan trọng nhất là cái việc mà sử dụng nước tuần hoàn. Sử dụng nước tuần hoàn và làm tốt cái việc mà kiểm soát cái môi trường đấy, cộng với đó là các cái yếu tố khác thì chúng ta sẽ có được một cái việc mà sản xuất trong nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Đối với lại nuôi biển ở Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng ta cũng phải kiểm soát tốt các cái nguồn ô nhiễm, các cái nguồn mà đầu tư vào cho cái thủy sản nuôi. Thì nếu mà chúng ta kiểm soát được các nguồn đấy thì chúng ta kiểm soát được cái chất lượng thủy sản và các cái sản phẩm từ thủy sản nuôi biển, từ thủy sản nuôi trong đất liền sẽ có cái độ an toàn và chất lượng cao hơn và sẽ phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu của thị trường. Để thủy sản của Bà Rịa Vũng Tàu và rộng hơn cả là thủy sản của Việt Nam mình có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới thì đâu là yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm hơn cả, thưa ông? Để ngành thủy sản phát triển bền vững của cả nước nói chung và của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch. Hiện nay thì quy hoạch các tỉnh đang xây dựng và tôi tin rằng là Bà Rịa Vũng Tàu đang xây dựng quy hoạch tỉnh, thì chúng ta phải có được một cái quy hoạch nó hài hòa giữa thủy sản và các ngành kinh tế khác. Nếu mà chúng ta thiên về một ngành nào đó thì nó sẽ bị phát triển lệch. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải phát triển đồng bộ cái hạ tầng. Cái hạ tầng cho thủy sản cũng rất là quan trọng. Nếu mà hạ tầng mà không tốt thì sẽ rất là khó khăn. Đấy. Cái thứ ba là cái quy trình sản xuất thì chúng ta phải áp dụng các cái quy trình tốt. Đấy. Ở đây chúng tôi có các cái quy trình thực hành sản xuất tốt. Đầu tiên là chúng ta áp dụng, sau đó là chứng nhận. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải áp dụng đã, rồi sau đó mới chứng nhận được. Đấy là cái thứ hai. Cái nữa là chúng ta phải làm tốt công tác quan trắc và cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Hiện nay thì Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là trên trung ương thì cũng đang tổ chức quan trắc môi trường và cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản rất là tốt ở các vùng, các địa phương. Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm tốt cái vấn đề này để đảm bảo rằng là chúng ta cảnh báo sớm nhất cái những cái sự cố, những cái diễn biến xấu của môi trường để bà con nông ngư dân sẽ có được những cái giải pháp tốt nhất. Một cái nữa là chúng ta cũng phải tiếp tục làm tốt cái công tác an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng là cái sản phẩm thủy sản xuất ra thị trường là có cái độ an toàn rất là cao. Và một cái nữa là chúng ta vẫn phải quảng bá cái sản phẩm của chúng ta. Nếu mà chúng ta sản xuất được ấy, mà chúng ta không quảng bá được, cũng giống như là một cô gái đẹp mà suốt ngày mà nhốt ở trong nhà thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là vẫn phải quảng bá cái sản phẩm của mình bằng nhiều cái hình thức để người dân tiếp cận một cách nhiều nhất, một cách sâu nhất, và hàng hóa thủy sản sẽ được bán ra một cách nhiều nhất và mang lại cái lợi nhuận cao nhất cho người dân. Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Công Khôi. Thưa quý vị, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường.
cùng với đó là tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm. Đó là nhiệm vụ ngành thủy sản cần thực hiện trong thời gian tới để nâng tầm giá trị thủy sản Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tam Nông 4.0 đã hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con.